Gì đây, con cá hả? Hey, cá ôi, bự, con cá bự nữa. Cá bự nữa, cái bên luôn. Hugo, Hugo, cả nhà ơi. Ôi, nãy giờ trứng cục gạch không? Cá cháp nè. Cá cháp. Ôi, đã chưa? Hey, nữa em ơi. Thôi, cứ nữa, nữa, nữa. Nữa nè. Dinh mẹ hả? Xin chào cả nhà. Tối nay Nghĩa Thức thì đi câu văn nha cả nhà. Giờ này thì chắc cũng 2 giờ rồi. Mà nước giờ này thì nó chưa có lớn nữa cả nhà. Hôm nay lâu quá rồi cũng không có câu cả nhà. Do là mình không có mồi nữa. Mồi bạch tuộc thì lúc này nó hơi mắc chút xíu. Cái này là Nghĩa còn mấy con rồi, bữa đóng đáy còn nè. Nghĩa lấy 3 con móc một gốc này. Còn như đây là hà su. Do là không có đủ hà su cho nên mình lấy bạch tuộc thế vô luôn. Hôm nay mình đánh 2 mồi coi sao. Rồi giờ Nghĩa sẽ đi thả câu nha. Thì, sáng nay hai chồng Nghĩa đi kéo cho cả nhà xem. Lên trên luôn. Đây thử câu giống giống mấy cái mé mình đăng này. Thì nó lên nó ăn giống như đăng này. Lái ngay lại. Hay chưa con cả nhà ơi. Nửa ký, nửa ký. Mấy bữa nước rong á, mình có mồi này mình câu sát sát lên gì ngon. Trà bá luôn. Cầu bãi ngang nha con quỷ. Cá cháp này. Cá cháp. Ôi ôi đã chưa. Cháp thử. Chọn thiếu luôn. Gì ta? Ê cá nhát, cá bự. Cá bự. Rồi nằm kế cá cháp luôn. Ký không? Ký hơn à. Ký được. Điên coi. Có chút gió rồi đó. Thank you.
gì đấy, cục đá hả? Ê, cá bự, cá bự nữa. Cá bự nữa, kế bên luôn. Hugo, Hugo cả nhà ơi. Ôi, nãy giờ tưởng cục gạch không? Ôi ôi, chi mấy luôn. Đâu mà đã gì trời, làm cặp luôn. Vô rồi. Còn nữa hả ta? Ê, đừng nói. Ê, con cá. Con cá nhịp dây. Đừng nói còn nữa nha. Ôi, ba cá này nhịp. Ê. Nhìn lại. Đẩy nó lên. Kể nó đi, nó bé ra rồi. Đây có cá nâu luôn nè con. Rồi mày có lên chưa bán cần một cá không? Dài tuốt dưới luôn không nhỉ? Tới dưới bãi dưới à? À. Tới bãi dưới á. À, con quýnh con sao con quýnh sát mới đừng á mới ngon mày ơi. Cỡ này được rồi chứ sát quá nó cạn. Tỉnh luôn ha. Ba con cá nằm chỗ cả nhà. Nãy giờ còn đang xe che. Con này luôn nè. Con lấy về đó. Ê, nữa em ơi. Thôi, cứ nữa. Nữa nè. Ê, nhìn mẹ hả? Vô rồi cả nhà ơi. Gì là thấy có lý rồi đó. Con này cũng cả gần cả ký à. Rồi bún con này có 3 cái mấy vậy ta? Ừ. Bún con này có 3 cái mấy vậy? 3 cái mấy rồi, có lý rồi. Con tráp nữa. Nó không con tráp là bằng con cá ngát con trồng rồi. Rồi sung ngon quá. Nghĩ nữa coi. Tụi làm mấy con ngang chỗ luôn. 4 con chỗ luôn hả? 3 con nữa. 4 con. Ừ, chát nữa 4. Ê, thấy nữa. Trời ơi, con cá. Nóng lạnh luôn. Nãy giờ làm hàng khủng con, giờ đưa em này vô thấy nản gì. Thì đây xuống dưới còn dài mà. Làm em Hugo nữa cái. Mấy phút này cũng ngon lắm mà. Đi ngay cái xe á. Ngay cái xe đặt. Trời ơi. Chị mà làm thì ghê luôn. Bắt. Không được đi, cầm đi. Đừng nhỏ nữa. Thôi cỡ con kia chết luôn.
gì nữa vậy? Để nói nữa nè. Mới nói. Ôi khúc này còn cá ngán nhỏ không? Mới nói đất trời. Câu từ trước tới giờ. Ngay chỗ khúc này có cá nhưng mà cá nhỏ không? Ngay chỗ bè mình với từ bè của chú Trường ở dưới á. Ngay cái khe, ngay khe đó nè. Chứ khúc dưới thì có cá bự, khúc này nó nhỏ không à? Nhiều quá nha, 2, 4, 6, 7, 8 con cá kìa nha. Rồi, tới dây. Tới dây tên này. Trời ơi, nó dính cái mắm nè. Dây này nó đóng cái mắm. Cái mắm nó dính nè. Kìa vậy. Nó có lông á, nó bám vô trong cái dây tơ. Trời ơi. Giống cái dây đèn thôi. Trung thu tới. Dính. Ê ê, con cá. Ui, hàng khủng rồi. Trời ơi. Kéo giác không quá. Vậy không hay luôn cả nhà. Tới luôn mới lo vụ trái mắm không thấy con cá mà. Không nghe nó gị gì hết. Vỗ mười cả nhà. Ủa con cá này nó mập. Nãy có con bự và bá mà hơi ốm. Con nó nấu lẩu. Nhớ nhớ đi. Cá bự nó đi nó mài thôi à, nó không chịu vịt thì con nào mà nằm im ra mình không có biết. Ê, ê trời ơi. Đó. Cái này đi. Ồ, ba con cá đây nằm đã ghê luôn. Còn cái gì ta? Không lẽ bữa nay mình làm chơi mà ăn thiệt hay sao? Mày làm thiệt chứ làm chơi gì? Nghĩ là nó kém cao không có cá. Không có được. Sợ mò mực nó nhà. Chưa thấy mò mực mà. Thấy chưa? Thấy rồi. Ồ, hèn chi. Thấy mò mực nó nhà. Thấy mò mực nó chê gì cả nhà. Cá nóc ăn mực. Này khe đã ghê luôn mà không có hà. Phút này có hà cũng có lấy nè. Chuyển qua mồi mực có im ru à. Ê, gì vậy? Gạt nó. Nó thòn chạy sao đây hai cục kia. Không dính con nào luôn. Không dính được con nào luôn.
toàn là dính mồi hà su không à. 2, 4, 6, 8, 9 con. Lôi cá chát kìa kìa. Thôi giờ lâu với nó dễ đạch 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 luôn á. Để lâu nó mệt rồi. Bỏ nó vô cái vợt này ngâm xuống nước. Đó. Màu dữ. Cho nó thở ra đi. Thôi con chút mà nó hơi ngáo ngáo. Gỡ mấy con này mình thả ra đây luôn cả nhà. Nhiều quá. Cầm lọt tay. Mẹ. Rồi, mạnh dữ. Có cá bự mình thả cá nhỏ cả nhà. Thả hai con này đi. Này bự ghê luôn mà hơi ốm nè. Con này con cá quát. Sao sao biết con nào quát nè. Mẹ hỏng cá quát nè. Môi nó dày lắm, thấy không? Thằng cố này miệng rộng gì mà dính mé. Cắt bỏ lưỡi luôn đi. Lưỡi gì mà cứng ghê vậy? Gỡ không ra luôn nha. Biết cái đầu bự. Còn cá cháp nữa kìa. Còn gì nữa? Cá cháp. Quên ẻm này. Rồi chưa bể ra. Cá cháp này 300 thằng. 300 mấy gram. Ôi 6 kg luôn. Rồi 6 kg đúng luôn cả nhà. Này 6 kg 7. Ok, này 6 kg 7 nè. Chưa bể ra còn 6 kg. Còn 6 kg. Nói 5 kg khỏe mà. Trời đó. Nói anh đi bổ cầu về anh chạy như nó lúc. Trời đã. Ê, ê đổ vô luôn đi. Hả? Thì con vô đổ nó nhảy. Con này đã ghê trời. Một lúc. Bữa nay được mấy cái lẩu luôn cả nhà. Tiền mồi mình câu chừng 100.000 tiền mồi. Bữa nay lời lúc rồi. Cho tiền mồi đổi với 1 ký cá đi. Lời được 5 ký. Đây còn con cá mú nữa. Cá này mua của chú Mông. Cá mú đã rồi. Vô mánh rồi. Vô mánh. Cái mồi bà tuột gì mà không ăn tức ghê. Ăn to ngoài hà.